Vâng, em Đức Hải Dương xin chào các bác nhá. Thì mới nhất trong cái ngày hôm nay thì em Đức Hải Dương lại làm video và báo giá cho anh em chị em thêm cái mẫu xe mà các bác mua về thay một con xe máy mà che nắng che mưa phục vụ gia đình. Hoặc anh em nào chị em nào chúng ta mua về để ôn luyện tay lái mới bằng B2, hoặc là chúng ta mua về thay gọi là chiếc xe mà chúng ta ôn luyện tay lái các bác nhé. Thì trước màn hình nhỏ của anh chị và các bạn, đây là một cái mẫu xe Mazda 323 được sản xuất năm 1997. Đấy, động cơ máy xăng, số sàn máy em này chỉ có 1.6 thôi. Mức tiêu hao nhiên liệu của dòng Mazda 3 này thì các bác biết rồi, cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Rơi đâu nó mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này đâu đó nó rơi cỡ khoảng tầm 6 đến 7 lít xăng. Chiếc xe này thì từ lúc thời điểm em Đức mua đến bây giờ là đại tu vào cũng khá là nhiều tiền, cũng hơi tốn tiền đấy anh em nhé. Đấy. Về phần sơn này em Đức đã làm sơn nguyên con luôn. Và đăng kiểm em này bỏ khá là dài, vừa rồi em Đức đã đăng kiểm lại. Mới thay củ phát và bình ắc quy mới anh em nhé. Vừa rồi lại mới làm lại, tỉa top tí lại mất 5-7 triệu rồi. Và cái mẫu Mazda 323 này sản xuất 1997 này thì em Đức đang chào bán cho anh em chị em là giá 35 triệu. Xe này thì các bác mua về chỉ sẵn đổ xăng thôi, không phải làm gì. Sơn thì em là Đức làm hết rồi, về phần nội thất thì còn rất đẹp. Đấy, sơn vỏ em Đức làm hết rồi các bác nhé. Các bác mà muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm thì cứ đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, hoặc ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương. Các bác đến hai địa chỉ trên thì nhớ alo cho em Đức qua số điện thoại là 0962567089 hoặc 0975567089 để được em Đức tư vấn trực tiếp về cái mẫu xe Mazda 323 này các bác nhé. Form xe thì còn rất là căng, còn rất là đẹp luôn. Sơn thì em Đức làm cả con. Đấy, em này thì máy ngon, côn số rất là nhẹ nhàng, gầm bệ chắc chắn. Đây, form em nó còn rất căng luôn anh em ạ. Thì hai cái đèn này là vẫn là đèn nguyên này, đèn kính zin theo xe anh em này. Đây, đèn kính zin theo xe, có cả đàn đèn gầm nữa anh em ơi, thêm đèn gầm gầm nữa. Đấy, đăng kiểm em này thì đến tháng 7 năm 2021. Mazda 3 đời 97, giá 35 triệu rất hợp lý cho anh em chị em chúng ta mua về để ôn luyện tay lái. Sơn thì thực ra là bóng cườm anh em nhé, sơn làm cả con. Em này đầu tư khá là nhiều, tương đối là tốn. Thật sự ra là càng để thì càng mất tiền. Đấy, bán cho anh em về đi thì nó không hỏng. Vừa mới thay bình ắc quy mới củ phát xong đã mất mấy triệu rồi, lại làm sơn lại nữa. Đấy. Lúc trước thì của em nó còn được tầm 90% anh em nhé. Còn lốp sau đây, lốp sau 4 lốp đều hết, 4 lốp này đều được tầm 90%, vẫn sử dụng còn rất là ngon. Đấy, em Đức về dọn khá là tốn, mất khá là nhiều thời gian. Cho ông anh đi một thời gian để phục vụ gia đình. Vô lăng các bác này, mộc mà mộc mèo lên này, này. Cái dòng Mazda đời 97 này thì nó có cả kim công tơ mét này, kim vòng tua ga này. Đây nha, 323 này, Mazda này, 323 này, 97 này, sản xuất 97 này, đăng kiểm đến tháng 29 tháng 7 2021 mới hết. Giấy tờ của em đây, có cả giấy ghi sửa chữa đây, tốn khá là nhiều tiền. Ông anh về dán 2 cái lọ nước hoa lên,
Petty cái gì kia. Bộ cái da rất đẹp. Trần da nhé nhé. Trần da. Trần này trần da. Xe thì cực ngon luôn. Máy ngon. Rất hợp lý cho anh em, chị em chúng ta mua về để coi như là tập lái các bác nhé. Giá bình dân cho các bác 35 triệu. Anh em chị em chúng ta mua về ôn luyện tay lái. Đỡ đi thuê xe. Ba người chung con xe này. Ba anh em chung con xe này. Mua về tập lái tuyệt vời luôn. Mỗi ông bỏ ra chục bạc. Hơn chục bạc là sở hữu luôn. Mình một xe. Xe thì form còn rất căng. 997 Hà Nội, biển Hà Nội luôn. 457. Giá rất bình dân, hợp lý cho anh em không? Các bác nào mà mua về mà ôn luyện tay lái thì con này cực ngon luôn. Máy xăng động cơ 1.6, 5 chỗ ngồi anh em, 1.6, cực kỳ tiết kiệm xăng. Sàn của nó vẫn là sàn lý đây anh em, vẫn sàn lý này, vẫn là sàn lý nguyên bản luôn. Đây ốp da lên trên. Đấy. Bình dân anh em. Máy móc ngon, điều hòa mát. Điều hòa em này hình như là thiếu ga sao. Tí nữa kiểm tra xem nào. Đục lắp của em ở đây anh em. Vì cái mẫu xe phổ thông này thật sự ra là nó cũng không có cái gì đặc sắc lắm anh em. Đấy. Mẫu này thì em cũng chia sẻ thật là em Đức làm vào em này mất tương đối nhiều tiền rồi anh em nhé. Nó rơi cũng khoảng tầm mười mấy triệu. Dọn em này mất mười mấy triệu. Đây anh em này. Củ phát mới anh em nhé. Củ phát mới thay xong. Đấy. Đây. Nói thì có sách mà mách có chứng luôn. Mới thay củ phát. Đấy. Các bác nhé. Cho nên anh em chúng ta cứ yên tâm. Đây. Máy móc thì khô rang luôn. Máy em này cực ngon. Bình ắc quy Đồng Nai này anh em này. Bình ắc quy Đồng Nai. Mới cứng luôn. Đấy. Vừa rồi em này mới lại tu hai cái món này, mẹ tí sơn mất 6-7 triệu. Và sau đây em Đức sẽ vào lỗ máy nhá, cho anh em chị em đang nghe tiếng động cơ. Đây em cho các bác xem cái gầm sàn thôi em nó can này. Các bác nhìn này. Gầm sàn đây. Sàn thì còn rất ngon. Đi ở cái sàn này. Rất ngon luôn. Đúng cái là lẩu. Chúng ta sẽ ra ngoài phòng bô các anh em nhé. Đây. Bô của nó đâu anh em. Đây. Bô của nó đây anh em. Máy ngon. Rất dễ lẩu này. We'll be right back.
anh chị và các bạn mà chúng ta có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe tập lái Mazda 323 này thì cứ đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hoặc ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương. Các bác đến hai địa chỉ trên thì nhớ alo cho anh Đức qua số điện thoại là 0962 567 089 hoặc là 0975 567 099. Các bác cần thông tin hình ảnh chi tiết về cái mẫu xe Mazda 323 này thì cứ nhắn tin qua Zalo cho em Đức qua hai số điện thoại trên hoặc là Messenger các bác nhé. Và một lần nữa em Đức Hải Dương chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chúng ta luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Đức Hải Dương. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn ở những video clip lần sau. Vâng, em Đức xin chào bác nhé.